Vào hồi 0 giờ rạng sáng ngày 29 tháng 1, đoàn hỗ trợ gồm 60 thành viên đến từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã có mặt tại Đông Triều để tiến hành hỗ trợ thị xã trong việc truy vết và sàng lọc các trường hợp có liên quan đến ca mắc nghi mắc COVID-19 tại thị xã Đông Triều. Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã thành lập các tổ truy vết đến tận thôn khu để truy vết các trường hợp tiếp xúc và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại 4 xã An Sinh, Nguyễn Huệ, Bình Dương và Thủy An. Với tinh thần khẩn trương, tổng lực, các tổ truy vết đặt mục tiêu hoàn thành việc truy vết và sàng lọc đến trường hợp F4 trước 16 giờ ngày 29 tháng 1. Riêng đối với địa bàn xã Bình Dương, các tổ truy vết đặt mục tiêu trước 11 giờ ngày 29 tháng 1 và sàng lọc tới các trường hợp F5. Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã chủ động phương án bố trí nơi làm việc và nghỉ ngơi cũng như phương tiện di chuyển cho đoàn hỗ trợ. Qua ghi nhận, đến nay thị xã Đông Triều đã có 8 trường hợp nhiễm COVID-19 là người thuộc 8 thôn của 4 xã An Sinh, Nguyễn Huệ, Bình Dương và Thủy An, hiện đang được cách ly tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thị xã đã nhanh chóng rà soát được gần 1.000 trường hợp F1 đến F3 tiếp xúc gần với các ca nhiễm tại thành phố Chí Linh, kịp thời cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh CDC, đồng thời triển khai các biện pháp khoanh vùng chống dịch. Để kiểm soát dịch hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, thị xã Đông Triều đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Ngay trong sáng ngày 28 tháng 1, thị xã đã đưa 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn vào hoạt động để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phận.